Thầy khỏe không thầy? Khỏe đấy, vật nhau với mày. Tao xin giới thiệu với mày là tao chưa bao giờ phải dùng thuốc bao giờ nhé. Mà cái đứa nào mà yếu là cứ thấy ho, đứng gần gái ho. Ho xong bạn gái hỏi mà là yêu em đi thì bảo anh đang đau đầu. Con biết rồi. Thầy chuyển lại. Mày ngắm mày đi. Dạ, con sao ạ? Mày là có tấc rưỡi đúng không? Dạ. Tao có một đẫn, con kia nửa đẫn. Thế xong rồi lấy nhau đúng không? À, lấy nhau thế là đẻ ra toàn chim cánh cụt đúng không? Thầy... Có phải không? Mày vào đi mục đích giấy gì? Thầy cho con ngồi. Mày ngồi đi, mày ngồi đi. Dạ. Mày ngồi, tao nói chuyện với mày. Hôm nay tao phải nói chuyện với mày. Thôi thầy ơi, chắc con là mày vừa đi làm đồng về, quần áo con bẩn, thầy cứ cho con ngồi. Mày ngồi thoải mái đi. Vâng. Thầy nói đi ạ. À, thế mày định chiếu tướng bắt xe à? Mày thu mẹ mày pháo vào. Thầy... Pháo có lên đồi cao được.